xin chào các bạn đồng nghiệp bạn đã sẵn sàng khám phá bí mật để tăng cường mức năng lượng và sức khỏe tiêu hóa cho gia súc của mình chưa hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sản phẩm energy care nhé sản phẩm là sự kết hợp đột phá của hai loại enzym mạnh mẽ có thể nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn và sức khỏe tổng thể của động vật bạn biết rằng chìa khóa để có gia súc khỏe mạnh và năng suất là chế độ ăn uống cân bằng tuy nhiên nhiều thành phần thức ăn chăn nuôi có chứa các loại carbohydrate phức hợp chẳng hạn như pectin và beta manan vốn rất khó tiêu đối với động vật khi những hợp chất này không được tiêu hóa chúng có thể dẫn đến hiệu quả sử dụng thức ăn giảm mức năng lượng thấp hơn và thậm chí là các vấn đề về tiêu hóa nhưng nếu có một cách để vượt qua những thách thức này và phát huy hết tiềm năng của thức ăn chăn nuôi dành cho động vật của bạn thì sao? Hãy đến với Energy Care, một công thức sáng tạo kết hợp hai loại enzyme đáng chú ý, pectinase và beta mananase để phá vỡ các loại carbohydrate cứng đầu đó và giúp các chất dinh dưỡng dễ dàng được hấp thụ hơn. Bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ hơn cách các enzyme này tạo nên phép màu của chúng. Pectinase nhắm vào pectin một loại carbohydrate phức hợp có trong nhiều thành phần thức ăn chăn nuôi, có nguồn gốc từ thực vật. Bằng cách phá vỡ pectin, pectinase giúp giải phóng các chất dinh dưỡng bị giữ lại, cho phép động vật của bạn hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn từ thức ăn của chúng. Trong khi đó, beta mananase tấn công beta manan, một loại carbohydrate khó tiêu khác có thể cản trở quá trình tiêu hóa. Loại enzyme này phá vỡ beta manan một cách hiệu quả giảm tác động tiêu cực của nó đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng và sức khỏe tiêu hóa. Nhưng đây là điều thực sự thú vị, khi pectinase và beta mananase kết hợp với nhau, chúng tạo ra hiệu ứng hiệp đồng, làm tăng hiệu quả của các enzyme tiêu hóa khác. Điều này có nghĩa là không chỉ pectin và beta manan được xử lý, mà toàn bộ quá trình tiêu hóa được tối ưu hóa, dẫn đến hiệu quả sử dụng thức ăn được cải thiện và mức năng lượng tăng lên sự kết hợp Energy Care vào chế độ ăn của động vật mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, gia súc sẽ tận dụng được năng lượng có trong thức ăn. Với các loại carbohydrate phức hợp được phá vỡ và các chất dinh dưỡng trở nên khả dụng, động vật của bạn sẽ có đủ năng lượng để phát triển. Hơn nữa, Energy Care hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa nói chung. Bằng cách thúc đẩy tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng thích hợp, sự kết hợp các enzyme này có thể giúp giảm các vấn đề về tiêu hóa, chẳng hạn như đầy hơi và đi ngoài không đều. Động vật của bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và cho năng suất tốt nhất. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng nâng chất lượng thức ăn chăn nuôi lên một tầm cao mới và mang lại cho gia súc của mình sự phát triển tốt nhất thì đã đến lúc thử Energy Care. Sự kết hợp các enzyme tiên tiến này được hỗ trợ bởi nghiên cứu khoa học và đã chứng minh được giá trị của nó trong thực tiễn chăn nuôi trên toàn thế giới. Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về Energy Care và cách nó có thể mang lại lợi ích cho gia súc của bạn. Hãy thử Energy Care ngay nhé. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi trong hành trình khám phá sản phẩm Energy Care. Là một người xây dựng công thức, bạn có sức mạnh để tạo nên sự khác biệt thực sự để nâng cao năng suất của động vật. Và với Energy Care, bạn có một công cụ có thể giúp bạn thực hiện điều đó.